Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi an trụ thánh đế khổ, chẳng đắc thánh đế khổ, chẳng đắc năng an trụ, chẳng đắc sở an trụ, chẳng đắc việc an trụ, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà an trụ thánh đế khổ, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện huyền xảo, khi an trụ thánh đế tập diệt đạo, chẳng đắc thánh đế tập diệt đạo, chẳng đắc năng an trụ, chẳng đắc sở an trụ, chẳng đắc việc an trụ, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, như thế các Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, tu đạo Bồ Tát khiến được viên mãn, có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi tu hành bốn tịnh lự, chẳng đắc bốn tịnh lự, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu bốn tịnh lự, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng đắc bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, như thế các Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, tu đạo Bồ Tát khiến được viên mãn, có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi tu hành tám giải thoát, chẳng đắc tám giải thoát, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu tám giải thoát, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, chẳng đắc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, như thế các Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, tu đạo Bồ Tát khiến được viên mãn, có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng đắc tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu tất cả pháp môn Đà La Ni, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi tu hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng đắc tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, như thế các Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, tu đạo Bồ Tát khiến được viên mãn, có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi tu hành pháp môn giải thoát không, chẳng đắc pháp môn giải thoát không, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu pháp môn giải thoát không, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng đắc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, như thế các Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, tu đạo Bồ Tát khiến được viên mãn, có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, khi tu hành bậc cực hỷ, chẳng đắc bậc cực hỷ, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu bậc cực hỷ, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, khi tu hành bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng đắc bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, như thế các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, tu đạo Bồ Tát khiến được viên mãn, có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, khi tu hành năm loại mắt, chẳng đắc năm loại mắt, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu năm loại mắt, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, khi tu hành sáu phép thần thông, chẳng đắc sáu phép thần thông, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu sáu phép thần thông, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, như thế các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, tu đạo Bồ Tát khiến được viên mãn, có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, khi tu hành 10 lực Phật, chẳng đắc 10 lực Phật, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu 10 lực Phật, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, khi tu 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng đắc 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, như thế các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, tu đạo Bồ Tát khiến được viên mãn, có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, khi tu hành 32 tướng đại sĩ, chẳng đắc 32 tướng đại sĩ, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu 32 tướng đại sĩ, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, khi tu hành 80 vẻ đẹp phụ thuộc, chẳng đắc 80 vẻ đẹp phụ thuộc, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu 80 vẻ đẹp phụ thuộc, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, như thế các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, tu đạo Bồ Tát khiến được viên mãn, có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, khi tu hành pháp không quên mất, chẳng đắc pháp không quên mất, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu pháp không quên mất, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, khi tu hành tánh luôn luôn xả, chẳng đắc tánh luôn luôn xả, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu tánh luôn luôn xả, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này Thiện Hiện, như thế các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, tu đạo Bồ Tát khiến được viên mãn, có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi tu hành trí nhất thiết, chẳng đắc trí nhất thiết, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa liền các pháp như thế mà tu trí nhất thiết, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi tu hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, chẳng đắc trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này thiện hiện, như thế các Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, tu đạo Bồ Tát khiến được viên mãn, có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi tu hành tất cả hạnh Đại Bồ Tát, chẳng đắc tất cả hạnh Đại Bồ Tát, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu tất cả hạnh Đại Bồ Tát, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, khi tu hành quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc việc tu, cũng chẳng xa liền các pháp như thế mà tu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì Đại Bồ Tát ấy có thể viên mãn việc tu đạo Bồ Tát. Này thiện hiện, như thế các Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, tu đạo Bồ Tát khiến được viên mãn, có thể chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lúc bấy giờ, cụ Thọ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dõng mãnh chánh cần tu đạo Bồ Đề? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp sắc, chẳng ly tán sắc, chẳng hòa hiệp thọ tưởng hành thức, chẳng ly tán thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, có thể hòa hiệp ly tán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp nhãn xứ, chẳng ly tán nhãn xứ, chẳng hòa hiệp nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng ly tán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, có thể hòa hiệp ly tán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp sắc xứ, chẳng ly tán sắc xứ, chẳng hòa hiệp thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng ly tán thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, có thể hòa hiệp ly tán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp nhãn giới, chẳng ly tán nhãn giới, chẳng hòa hiệp nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng ly tán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, có thể hòa hiệp ly tán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp sắc giới, chẳng ly tán sắc giới, chẳng hòa hiệp thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng ly tán thanh hương vị xúc pháp giới. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, có thể hòa hiệp ly tán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp nhãn thước giới, chẳng ly tán nhãn thước giới, chẳng hòa hiệp nhĩ tĩ thiệt thân ý thước giới, chẳng ly tán nhĩ tĩ thiệt thân ý thước giới. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, có thể hòa hiệp ly tán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp nhãn xúc, chẳng ly tán nhãn xúc, chẳng hòa hiệp nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng ly tán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, có thể hòa hiệp ly tán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng ly tán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng hòa hiệp các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng ly tán các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp địa giới, chẳng ly tán địa giới, chẳng hòa hiệp thủy hỏa phong không thức giới, chẳng ly tán thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp nhân duyên, chẳng ly tán nhân duyên, chẳng hòa hiệp đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, chẳng ly tán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp các pháp từ duyên sanh ra, chẳng ly tán các pháp từ duyên sanh ra. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp vô minh, chẳng ly tán vô minh, chẳng hòa hiệp hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng ly tán hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp bố thí Ba La Mật Đa, chẳng ly tán bố thí Ba La Mật Đa, chẳng hòa hiệp tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng ly tán tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp pháp không nội, chẳng ly tán pháp không nội, chẳng hòa hiệp pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng ly tán pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp bốn niệm trụ, chẳng ly tán bốn niệm trụ, chẳng hòa hiệp bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng ly tán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp thánh đế khổ, chẳng ly tán thánh đế khổ, chẳng hòa hiệp thánh đế tập diệt đạo, chẳng ly tán thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp bốn tịnh lự, chẳng ly tán bốn tịnh lự, chẳng hòa hiệp bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng ly tán bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp tám giải thoát, chẳng ly tán tám giải thoát, chẳng hòa hiệp tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng ly tán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp pháp môn Đà La Ni, chẳng ly tán pháp môn Đà La Ni, chẳng hòa hiệp pháp môn Tam Ma Địa, chẳng ly tán pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp pháp môn giải thoát không, chẳng ly tán pháp môn giải thoát không, chẳng hòa hiệp pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng ly tán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp bậc cực hỷ, chẳng ly tán bậc cực hỷ, chẳng hòa hiệp bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng ly tán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp năm loại mắt, chẳng ly tán năm loại mắt, chẳng hòa hiệp sáu phép thần thông, chẳng ly tán sáu phép thần thông. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp 10 lực Phật, chẳng ly tán 10 lực Phật, chẳng hòa hiệp 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng ly tán 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp 32 tướng đại sĩ, chẳng ly tán 32 tướng đại sĩ, chẳng hòa hiệp 80 vẻ đẹp phụ thuộc, chẳng ly tán 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp pháp không quên mất, chẳng ly tán pháp không quên mất, chẳng hòa hiệp tánh luôn luôn xả, chẳng ly tán tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp trí nhất thiết, chẳng ly tán trí nhất thiết, chẳng hòa hiệp trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng ly tán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp quả dự lưu, chẳng ly tán quả dự lưu, chẳng hòa hiệp quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác, chẳng ly tán quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hiệp tất cả hạnh Đại Bồ Tát, chẳng ly tán tất cả hạnh Đại Bồ Tát, chẳng hòa hiệp quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng ly tán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán. Này xá lợi tử, như thế Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa dõng mãnh chánh cần tu đạo Bồ đề. Lúc bấy giờ cụ thọ xá lợi tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp hoàn toàn không có tự tánh có thể hòa hiệp ly tán, thì tại sao Đại Bồ Tát dẫn phát bát nhã ba la mật đa, các Đại Bồ Tát ở trong đó tu học? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng học bát nhã ba la mật đa, thì chẳng bao giờ có thể đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Phật dạy: Xá lợi tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Nếu Đại Bồ Tát chẳng học bát nhã ba la mật đa, thì chẳng bao giờ có thể đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Này xá lợi tử, các Đại Bồ Tát cần phải học bát nhã ba la mật đa mới có thể chứng đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Này xá lợi tử, sở cầu quả vị giác ngộ cao tột của các Đại Bồ Tát cần phải có phương tiện thiện xảo mới có thể chứng đắc, chứ chẳng phải không có phương tiện thiện xảo mà có thể chứng đắc. Này xá lợi tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, nếu thấy có tự tánh của pháp có thể nắm bắt được, thì nên có thể thủ chấp